Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó trước hết là Thuận muốn chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan đến sự kiện lớn ngày mai. Đó chính là sự kiện gì? Đó chính là sự kiện liên quan tới Fed sẽ công bố lãi suất mới nhất. Và chúng ta chỉ còn có 15 giờ nữa thôi là sẽ biết thông tin này. Và kết thúc chứng khoán hôm nay đây. các bạn nhìn thấy là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc là một màu, màu đỏ. Chúng ta nhìn thấy chỉ số uh, Dow Jones S&P 500 ở Nasdaq đều xuống khoảng chỉ là 1%. Tuy nhiên, pre-market hiện bây giờ đó thì không có nhiều động tĩnh. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng tương lai uh, của Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures uh, thì uh, cũng như vậy mà thôi, xanh là một chút chỉ xanh có khoảng chừng là 0.1% mà thôi Còn về crypto thì sao? Crypto đó thì cái ngày hôm nay các bạn thấy là giá của BTC xoay quanh cái mức là khoảng 19.000 đô Hiện bây giờ cũng như vậy Nhưng mà nói chung đó thì Bitcoin so với giá giờ này ngày hôm qua thì đã xuống 2.4% Ethereum đó thì xuống 2% Chúng ta cũng có những đồng tăng trưởng như là XRP đó thì tăng 8.2% Cardano tăng 2,2%. XRP thì uh, gần đây Thùng cũng chia sẻ khá nhiều về những cái thông tin liên quan tới cái điều kiện của XRP và đặc biệt là chúng ta thấy quỹ viên của CFTC đã đến viếng thăm gian phòng của XRP. Thì uh, hiện bây giờ có rất nhiều người lạc quan về cái vụ kiện giữa SEC và XRP Thùng cũng đã nói khá nhiều trong những video gần đây Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm nữa thì xem những video uh, Thùng đã làm liên quan đến sự kiện này và Cardano thì chúng ta chỉ còn hai ngày nữa sẽ có sự kiện Basel Harford nhưng mà cái sự kiện mà lớn hơn đó chính là cái sự kiện liên quan tới Fed và các bạn đã thấy là thị trường bây giờ đã khá là im lặng chờ đợi thông tin đó vàng hôm nay đó cũng không có động thái nhiều các bạn thấy là vàng hôm nay đó là ở mức giống như ngày hôm qua mà thôi 1674 à, còn về dầu đó thì cũng tương tự các bạn thấy dầu gần đây ở xoay quanh mức là khoảng 85 đô bây giờ là 83 đồng 94 cent và chúng ta đã biết là thông tin lớn ngày mai đó chính là thông tin liên quan đến Fed công bố lãi suất thì đương nhiên câu hỏi của nhiều bạn là mấy giờ chúng ta mới có thông tin Fed công bố lãi suất? Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình á, dựa theo giờ Hoa Kỳ, đó chính là ngày thứ tư, 21 tháng 9 á, Cứ mà nào mà sống ở New York thì đó chính là 2 giờ chiều New York ở Cali đó là 11 giờ trưa. Nhưng mà nào mà sáu Việt Nam đó có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được thông tin vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ năm ngày 22 tháng 9 và khi mà có tài liệu đó tôi sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn. Và ngày mai thì Fed mọi người nghĩ như thế nào? Thì các bạn nhìn thấy được là thông tin mới nhất dựa theo CMB hợp đồng tương lai đó thì chúng ta còn 15 giờ 21 phút nữa là sẽ có cái thông tin này và hiện bây giờ đó là 82% đang nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất lên tới mức là 3,25%, có nghĩa là hiện bây giờ đó cái phần trăm lãi suất của Fed là khoảng chừng 2.5 tăng lên tới 3.25, có nghĩa là 82%, phần lớn mọi người vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75% ngày mai, còn một số uh, nhỏ hơn đó thì nghĩ là Fed sẽ tăng lên tới 1% đó chính là 18% của hợp đồng bây giờ đang nhiên về là Fed tăng 1%. Tuy là con số này nhỏ hơn nhưng mà khả năng đó vẫn có đó các bạn. Thì bây giờ thì khả năng mà Fed chỉ tăng 0.5 đó không còn thấy trên cái màn hình này nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày mai nếu như mà Fed tăng 0.75 đó thì giống như là mọi người đã ước tính trước. Tôi nghĩ thị trường cũng sẽ không có phản ứng mạnh đâu. Nhưng mà nếu như mà Fed ngược lại mà tăng 1% đó thị trường sẽ rất là đỏ. Và đương nhiên nếu như Fed tăng 0.5% thì trường sẽ rất là xanh nhưng mà khả năng đó bây giờ đã rất thấp dựa theo hợp đồng hiện tại và các bạn muốn biết là những cái công ty lớn nghĩ gì thì các bạn thấy trên màn hình đó đây là cái tài liệu đến từ Goldman Sachs thì Goldman Sachs là công ty đầu tư rất nổi tiếng thì họ cũng giống như là nhiều những nhà đầu tư nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75% trong cuộc họp ngày mai rồi chúng ta còn hai đợt họp nữa trong năm 2022 này đó chính là cái đợt họp vào tháng 11 và tháng 12 thì Goldman Sachs nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.5% cho tháng 11 và tháng 12. Nhưng mà ngược lại đó thì uh, Wall Fargo uh, kỳ vọng là Fed tăng luôn 1.5% cho rồi đi tại vì cứ tăng từ từ như vậy hoài đó khiến cho nhiều rất là mệt mỏi. Đương nhiên uh, khả năng này đó rất là thấp ngay cả Wall Fargo cũng nghĩ như vậy. Wall Fargo đó cũng nghĩ tương tự như là Goldman Sachs là khả năng rất cao là Fed sẽ tăng 0.75% nhưng mà đối với lại washvago đó thì chân chờ gì nữa mà không tăng luôn 1,5% năm cho rồi đi tại vì dựa theo lịch sử đó thường cũng mới vừa đọc thông tin này Các bạn thấy được là đây là một cái bản thống kê về cái phần trăm lạm phát ở hoa kỳ và cái sự tương quan với lại cái phần trăm lãi suất của fed thì cái cột màu xanh dương đó chính là phần trăm lạm phát của hoa kỳ và santa cây đó chính là phần trăm lãi suất của fed thì các bạn nhìn thấy được điều gì các bạn nhìn thấy được là bao nhiêu năm qua bắt đầu từ năm 1974, 1981, 84, 89, 95, năm 2000, năm 2006 và năm 2018 thì các bạn thấy một điều gì tương tự đó chính là trong tất cả những thời điểm này đó, cái cột màu xanh lá cây lúc nào cũng cao hơn cái cột màu xanh dương có nghĩa là phần trăm của Fed đó, cao hơn so với lại phần trăm lạm phát. Các bạn uh, lấy ví dụ đi năm 1974 thì lúc đó phần trăm lạm phát rất là cao 10.1 cao hơn cả bây giờ nữa bây giờ chỉ có 8.3 mà thôi thì năm 1974 đó phần trăm lạm phát là 10.1 nhưng mà lãi suất của phép là tới 13% lận tương tự năm 1981 đó phần trăm lạm phát là 10% nhưng mà phần trăm lãi suất của phép tới 20% Ngược lại các bạn thấy được là chúng ta đang ở trong một thời kỳ rất là đặc biệt đây là cái lần đầu tiên trong một thời gian rất là dài mà chúng ta nhìn thấy được là phần trăm lạm phát tại Hoa Kỳ đó là 8.3% thì bây giờ tính theo chỉ số CPI. Nhưng mà ngược lại đó, cái phần trăm lãi suất của Fed chỉ có 2.5% mà thôi. Khoảng cách rất là xa. Ngày mai cho dù là Fed có tăng thêm 0.75 nữa thì chúng ta thấy được là chỉ lên tới mức là 3.25% lãi suất mà thôi. Cộng với lại chúng ta thấy được là Fed nếu như mà như Goldman Sachs nói đó tăng thêm À, 0.5% cho tháng 11 và tháng 12 có nghĩa là cộng thêm 1% nữa Kết thúc cuối năm nay đó có thể là chỉ lên tới mức 425 Vẫn chỉ bằng khoảng chừng phân nửa phần trăm lạm phát CPI hiện tại mà thôi Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiều người đó cái sự lo lắng đến từ đây Có phải là Fed nhất định là phải tăng lãi suất hơn cái phần trăm lạm phát thì mới có thể quản lý được hay là không nếu như vậy đó thì fed cần phải tăng thêm gấp đôi cái số bây giờ có nghĩa là năm sau lại phải tăng thêm khoảng chừng 4% nữa nếu như mà lạm phát không giảm nhưng mà đó là nếu như mà thôi nhiều người đó thì nghĩ là cái phần trăm lạm phát sẽ từ từ đi xuống và phần trăm lãi sức sẽ tiếp tục tăng lên cho đến một mức đầu đó sẽ cao hơn phần trăm lạm phát nhưng mà nó không cần phải tới cái mức 8.3 đâu tại vì lạm phát sẽ giảm theo thời gian. Đó là lòng tin của rất nhiều người và các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin ngày hôm nay đến từ công ty làm xe lớn ở Hoa Kỳ đó chính là công ty Ford. Thì công ty Ford nói đó là tại vì cái sự tắc nghẽn về phụ tùng đó dẫn đến là công ty Ford có thể là bị thất thoát lên tới là 1 tỷ đô la và nhưng bây giờ đó công ty Ford này có khoảng chừng 40.000 tới 45.000 chiếc xe nhưng mà ở uh, ngay cái chỗ mà sản xuất xe đó không có đưa cho những cái dealer để bán được tại vì thiếu phụ tùng, thiếu những con chip, thiếu rất nhiều những cái phụ tùng tại vì cái sự tắc nghẽn về cái chuỗi uh, cung ứng cho nên nhiều người nghĩ đó là phần trăm lạm phát là đến từ đây khi nào mà chúng ta thấy được là cái chuỗi cung ứng đó được giải quyết thì lúc đó mặt hàng như là xe hay là nhiều mặt hàng khác như là thực phẩm đó thì sẽ có cái mức đi xuống thì lúc đó là Fed sẽ đi xuống nhiều. Nó tóm lại đây thì các bạn cần biết gì? Các bạn cần biết là ngày mai đó Fed sẽ thông báo và khả năng là tăng lãi suất 0.75% và Fed sẽ tăng lãi suất thêm bao nhiêu lần nữa và sẽ tăng cao bao nhiêu thì đó là một câu chấm hỏi và đó cũng là nguyên nhân tại sao thị trường bất ổn tại vì nếu như mà Fed nói thẳng ra là sẽ tăng tới một bước nào đó thì thị trường sẽ phản ứng một lần rồi sau đó sẽ làm quen với thông tin đó nhưng mà bây giờ Fed không nói rõ ràng cứ nói là cứ tăng từ từ rồi tiếp tục tăng cho đến khi nào mà có dấu hiệu rõ ràng là phần trăm lạm phát giảm cho nên bây giờ mọi người cũng không biết được là sẽ tăng tới khi nào đó là cái sự bất ổn hiện tại ngày mai khả năng là tăng 0.75% còn về việc là có phải Fed sẽ phải tăng lãi suất lên tới là 8 9 hay là không thì bây giờ nhiều người có kỳ vọng là cái chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ tốt hơn sẽ dẫn đến là lạm phát sẽ giảm xuống theo thời gian cho nên Fed cũng phải tăng nhưng mà sẽ không cần phải tăng tới cái mức 8.3 đâu nhiều người hy vọng là lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống chúng ta cũng hy vọng là như vậy chứ nếu như không là Fed lại sẽ phải tiếp tục và tiếp tục tăng nữa và ngày mai khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Ngoài trừ điều này ra chúng ta cũng có thêm một cái thông tin nữa đó chính là Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga đã đăng lý đâu hôm nay sẽ có một cái bài phát biểu nhưng mà đã bị trì hoãn lại cho đến ngày mai. Bây giờ mọi người không biết được là ngày mai đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ nói những gì. À, nhiều người thì nghĩ là sẽ chú tâm vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và dựa theo thông tin á, thì theo thông hiểu là bên nước Nga ra thì muốn tổ chức một cái cuộc bỏ phiếu để mà trưng cầu ý kiến về cái uh, việc là xác nhập nước Ukraine vào nước Nga và ngày mai chúng ta sẽ biết là cái uh, cuộc uh, diễn văn này sẽ về đề tài nào ngày mai uh, có thể là một ngày sẽ rất là vui <laughs> cho thị trường. Ngoài ra điện ra chúng ta cũng có một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến crypto. Trước hết á thì tiểu bang Colorado ở Hoa Kỳ đó đã trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận thu thuế bằng crypto. Đó chính là cái lời phát biểu đến từ thống đốc Polis thì hiểu rõ hơn đó là Colorado là tiểu bang mà sẽ cho người dân sử dụng PayPal dùng crypto để mà trả thuế chứ không phải là họ sẽ có một cái địa chỉ của Bitcoin Ethereum người dân gửi thẳng tới đó họ sẽ thông qua cái công ty đi chính là PayPal và một phần đó thì theo đồng hiểu là họ sẽ chuyển ra thành đô la chứ không phải là lưu trữ crypto nhưng mà ít ra đây đã trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận thu thuế bằng crypto thông qua PayPal cho nên thùng đã chia sẻ với các bạn là SEC, CFTC, quốc hội các tiểu bang và thậm chí hôm nay chúng ta cũng nghe nói tới là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ nhì trên thế giới chính là nasdaq đã mở dịch vụ lưu ký tiền điện, điện tử cho các tổ chức thì hiểu đơn giản đó lưu ký có nghĩa là những công ty thì đương nhiên các bạn không thể nào mà kêu họ à, tạo ví Metamask hay là tạo ví trust wallet hay là tự mua ví lạnh để mà lưu trữ rồi những cái công ty đó thì à, họ không muốn phim phức như vậy họ cần có một cái công ty trung gian lưu trữ tiếp tục cho họ thì à, cái dịch vụ lưu ký là như vậy sẽ hỗ trợ những tổ chức lưu trữ số lượng lớn crypto thì sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ nhì trên thế giới Nasdaq cũng đã công bố là họ sẽ có dịch vụ này thì các bạn đã thấy rồi tất cả ai cũng đang tranh giành quyền quản lý crypto tại vì sao có phải là tại vì họ nghĩ crypto sẽ sụp đổ hay là không đương nhiên không phải rồi tại vì họ biết crypto là tương lai thêm vào đó chúng ta cũng có thông tin cuối cùng thì đã nghe nói tới là Michael đã mua thêm 301 bịch thôi là 6 triệu. Con số này thật sự là đối với nhiều người đương nhiên đối với thợ nhiều bạn thì con số rất là lớn rồi. Nhưng mà đối với lại cái thông tin gần đây đó là MicroStra chỉ có thể bán thêm cổ phần là 500 triệu thì nhiều người kỳ vọng là sẽ có một cái đợt mua lớn hơn nhưng mà à, nói chung thì à, cũng ít lòng nhiều cho những cái à, horrorer vui hơn một chút và 301 BTC này đã mua với mức giá là khoảng chừng 6 triệu đô la Có nghĩa là ở mức giá là 19.800 đô cho mỗi một BTC Và tính tới ngày hôm nay đó thì MicroStrategy đã mua tổng cộng là 130.000 Bitcoin Số tiền họ bỏ ra đó là khoảng chừng gần 4 tỷ đô la Nhưng mà cái giá trung bình đó là rất là cao tới 30.639 lần Nghĩa là họ đang lỗ hiện tại với cái số lượng BTC mà họ mua Nhưng mà ít ra Tính tới ngày hôm nay đây các bạn thấy được là MicroStrategy Michael Saylor uh, thì vẫn thực hành cái lời hứa của mình là sẽ lưu trữ BTC cho dù là giá xuống đến ngày hôm nay các bạn thấy được là giá đã xuống từ đầu năm tới bây giờ họ vẫn tiếp tục giữ cho thấy được ít ra họ cũng diamond hand tốt hơn là những công ty như là Tesla và với cái uh, việc là giá lại đi ngược trở xuống đó thì các bạn thấy tính theo cái chỉ số phần trăm có lời ở trên flashno đó thì một lần nữa chúng ta đã thấy được là cái đường màu cam này đã đi vào cái dùng màu xanh lá cây có nghĩa là xuống dưới 50% chính xác hơn đó là mức 48.7% dựa theo tài liệu trên flashno có nghĩa là tính tới bây giờ đó tài liệu on-chain cho thấy chỉ có 48.7% là đang có lời hiện tại nhưng mà các bạn thấy được là mỗi một lần mà chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu cam này đi vào dùng màu xanh lá cây đó Dựa theo tại lịch sử đó chính là những thời điểm tốt để mà tích lũy Đương nhiên như là Thuận đã chia sẻ với các bạn trước đây Thuận thì không có dựa vào những chỉ số này để ra quyết định là mua hay là không mua Thuận thì cứ tiếp tục tích lũy chung bình giá theo cái Thuận mà thôi Cho đến khi nào tôi mới điều đó Thuận cảm thấy là thích hợp Thì lúc đó Thuận mới chung bình giá bán Bây giờ Thuận vẫn tiếp tục tích lũy trong thời gian nhiều tháng qua Như nên nhiều bạn cũng đã biết rồi và thường cũng nghe gần đây đã có nhiều người nói là nếu như không có điện không có internet thì bitcoin cũng vô dụng điều này đương nhiên là đúng rồi nhưng mà bạn có thử dùng thả tín dụng thả ngân hàng trong trường hợp này chưa thật ra nếu như không có điện không có internet thì rất nhiều thứ sẽ trở nên vô dụng đối với nhiều người Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a